Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với One Kid News, số phát sóng thứ 27. Bây giờ cùng mình điểm lại những tin tức nóng hổi trong tuần qua nha. Nếu như bạn đang làm việc trong một lĩnh vực thiết kế hoặc gia công sản xuất, hẳn là bạn đã nghe qua về công nghệ in 3D. Đây là một công nghệ đã và đang thay đổi quá trình tạo mẫu cũng như là gia công sản xuất trong thời đại công nghệ 4.0 ngày nay. Trên thực tế, công nghệ in 3D đã được phát triển rất sớm từ những năm 1980. Tuy nhiên, thời điểm đó, để có thể sở hữu một chiếc máy in 3D sẽ phải đổ ra một chi phí không hề nhỏ. Với sự phát triển của công nghệ ngày nay, chúng ta có thể thấy in 3D đang được hỗ trợ rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Với nguyên tắc hoạt động khá đơn giản, các lớp vật liệu sẽ được xếp chồng lên nhau theo các hình dạng để tạo ra các khối chi tiết. Công nghệ in 3D cho phép có thể nhanh chóng tạo mẫu cho các sản phẩm trong thời gian ngắn, từ đó giúp cho các nhà thiết kế có thể hình dung được sản phẩm của họ trong thực tế để tùy chỉnh và thay đổi thiết khi đi ra sản xuất. Ngoài việc ứng dụng cho tạo mẫu nhanh, thì công nghệ in 3D còn hỗ trợ sản xuất trực tiếp được sản phẩm ngay cả trong lĩnh vực cơ khí và xây dựng. Điển hình nhất là rất nhiều dự án nhà ở, công trình đã và đang ứng dụng công nghệ in 3D với vật liệu là bê tông trong quá trình xây dựng, giúp giảm đáng kể thời gian xây dựng cũng như là nhân lực thi công cho mỗi dự án khác nhau. Với tiềm năng rất lớn của công nghệ in 3D cũng như là khả năng sáng tạo của các nhà thiết kế và sản xuất, chắc chắn in 3D sẽ còn đáp ứng và hỗ trợ nhiều hơn nữa trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Đến với câu chuyện thành công của số phát sóng lần này, hãy cùng mình tìm hiểu năng lượng mặt trời thông minh của công ty xây dựng Bách Hiêu nhé. Công ty xây dựng Bách Hiêu được biết là công ty chuyên về các giải pháp quản lý năng lượng xanh, mảng quang điện, tua bin gió, không khí lai điều hòa, lưu trữ năng lượng tiên tiến và đồng phát. Hiện tại, công ty đã có các định hướng sau: tiết kiệm hàng trăm nghìn đô la với ước tính chi phí chính xác, giảm nhu cầu các chuyên gia tư vấn kiến trúc bên ngoài, thực hiện đúc bóng 3D để vẽ biểu đồ năng lượng mặt trời tối ưu vị trí bảng điều khiển và các công nghệ năng lượng khác, giành được công việc kinh doanh mới với khả năng trình bày chiến lược kinh doanh chất lượng cao. Các chuyên gia của công ty xây dựng Bách Hiêu đã sử dụng các giải pháp quản lý năng lượng xanh của Autodesk để thiết kế và xây dựng các tòa nhà bền vững. Cụ thể, họ đã vận dụng Inventor, AutoCAD, Von, Sokai, 3DS Max và Maya trong dự án này. Sản phẩm thiết kế mà công ty Bách Hiêu có thể thấy là hàng hóa độc quyền. Và đây cũng là thách thức của công ty. Bách Hiêu đã sử dụng Digital Prototyping để cải thiện mọi khía cạnh của thiết kế và xây dựng của tòa nhà mới cao 37 feet, rộng 86.000 feet vuông. Một sơ đồ 2D với bố cục vị trí đã được chuẩn bị sẵn trong AutoCAD, AutoCAD Electrical và AutoCAD Mechanical, sau đó được nhập vào Inventor, phần mềm triển khai đường ống, ống dẫn điện và bảng điều khiển. Rusty Wood, phó chủ tịch bộ phận năng lượng của Bách Hiêu đã nói rằng, Inventor cho phép chúng ta nhanh chóng tạo mô hình sản xuất chính xác và chế tạo, nhằm chúng ta bắt kịp ngay lập tức phản hồi, ngăn chặn các đơn đặt hàng thay đổi tốn kém sau này trong chu kỳ phát triển. Và ông cũng khẳng định rằng, trên một công việc dựa trên bản chất này, phần mềm Autodesk có thể cứu chúng ta khỏi mất đi 200.000 đô la lợi nhuận. Có thể thấy, việc ứng dụng các phần mềm của Autodesk đã tạo ra một sự kinh doanh mạnh mẽ cho sự kỳ vọng của Bách Hiêu. Nhắc tới Fusion 360 thì chắc hẳn các anh em mảng cơ khí không còn quá xa lạ nữa. Và Autodesk cũng không ngừng cải tiến để có thể đưa ra những phiên bản mới nhất với những tính năng mới giúp đáp ứng tối đa nhu cầu công việc. Ngày 7 tháng 2 năm 2022 vừa qua, Autodesk chính thức mở rộng thêm hai tính năng extension của Fusion 360. Hai gói này kết hợp Fusion 360 cơ sở với các phần mở rộng áp dụng để cung cấp một bộ công cụ hoàn chỉnh cho những người làm thiết kế và sản xuất sản phẩm. Gói thứ nhất là gói Autodesk Fusion 360 for Redesign, là một giải pháp không chỉ cho các nhà thiết kế và kỹ sư mà còn cho bất kỳ ai đang thiết kế sản phẩm. Gói này bao gồm Fusion 360 hàng đầu trong ngành cùng với Fusion 360 Redesign Extension, Fusion 360 Simulation Extension, Fusion 360 Managed Extension. Và gói thứ hai là gói Autodesk Fusion 360 Manufacturing, là một giải pháp mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng để thiết kế và sản xuất bất kỳ sản phẩm. Gói này bao gồm Fusion 360 hàng đầu trong ngành cùng với Fusion 360 Redesign Extension, Fusion 360 Machining Extension, Fusion 360 Netting and Fabrication Extension, Fusion 360 Additive Build Extension và Fusion 360 Managed Extension. Với số phát sóng lần này, One Kid muốn giới thiệu đến các bạn một khía cạnh khá thú vị của Autodesk, đó chính là phòng trưng bày của hãng được tọa lạc tại San Francisco. Mở cửa lần đầu tiên vào năm 2008 và gần đây, Autodesk đã cải tạo và mở rộng, hoàn thiện vào tháng 12 năm 2021. Phòng trưng bày của Autodesk được đội ngũ thiết kế sử dụng BIM 360 làm nền tảng quản lý thiết kế và xây dựng. Từ Revit cho đến mô hình AEC, AutoCAD liên kết với các bên liên quan của dự án,
2D và Netflix World để nhận diện xung đột và chuẩn bị mô hình hoàn thiện đưa vào thi công. Đến với phòng trưng bày, người xem như thể bước vào thế giới của Autodesk với những sản phẩm tuyệt vời và đầy sáng tạo mà khách hàng thuộc nhiều nhóm ngành công nghiệp đã vận dụng vào phần mềm của hãng. Ngoài ra, Autodesk còn mang lại 13 câu chuyện về những vị khách hàng độc đáo. Mỗi câu chuyện cho phép khách mời khám phá các giải pháp hàng đầu, những bước đột phá tiên phong và những tầm nhìn thử nghiệm cho một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Có thể thấy, phòng trưng bày Autodesk mang lại một cảm giác hứng thú và tái phát minh cho du khách để cảm nhận và tận hưởng. Dự kiến phòng trưng bày sẽ mở cửa cho các chuyến tham quan và sự kiện chọn lọc vào năm 2022 này. Ở những số trước, chúng tôi có giới thiệu đến mọi người một giải pháp về thiết kế nhà xưởng. Đó là Factory Design Unity. FDU là một layout tương tác giữa bản vẽ 2D và mô hình 3D nhà máy của bạn, đồng thời là một giải pháp tối ưu hóa được sử dụng để thiết kế cũng như truyền đạt hiệu quả nhất các layout của nhà máy thông qua mô hình kỹ thuật số của nhà máy. FDU là một module có sẵn khi bạn mua Inventor, AutoCAD và Novis World có trong bộ Redux Design and Manufacturing Collection BDMC. Có rất nhiều lý do nên thiết kế nhà xưởng với FDU. Thứ nhất, bộ công cụ chuyên dụng của nhà máy. Với các chức năng cụ thể của hệ thống và nhà máy, FDU cho phép những nhà thiết kế có thể bắt đầu thiết kế layout trong Inventor hoặc sử dụng file AutoCAD. Thứ hai, bố cục và hình ảnh 3D, chuyển đổi bố cục từ 2D thành 3D mà vẫn giữ tính liên kết. Có thay đổi về layout thì bố cục trên FDU cũng sẽ cập nhật theo, tạo hướng dẫn ảo và kết xuất bố cục cho các bên liên quan và khách hàng để truyền đạt rõ ràng ý tưởng bố cục của bạn trong 3D. Thứ ba, tiết kiệm thời gian với thư viện trong nhà máy vô cùng phong phú. Có thể tạo thêm các thư viện tùy chỉnh hoặc sử dụng các công cụ tự động hóa Autodesk trong Inventor để cấu hình chi tiết một cách dễ dàng. Thứ tư, phân tích tối ưu hóa hiệu suất với Rosette Analysis, dễ dàng mô phỏng các quy trình sản xuất của bạn trước khi thực hiện, xây dựng mô hình chức năng của dây chuyền lắp ráp, nhà máy hoặc máy công nghiệp và mô phỏng hoạt động của nó. Sử dụng thông tin từ mô phỏng của bạn để xác định các tắc nghẽn và tối ưu hóa hiệu suất dựa trên các tiêu chí thiết kế. Thứ năm, tự động hóa bản vẽ lắp đặt, tự động tạo các bản vẽ bao gồm cả hình chiếu bằng và bản vẽ mặt cắt. Bản vẽ có liên quan đến thiết kế của bạn, có nghĩa là bản vẽ của bạn sẽ tự động cập nhật lại bất cứ khi nào thiết kế bố cục thay đổi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chúc mọi người có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Hẹn mọi người vào số phát sóng tuần sau nhé.